thầy hướng dẫn cho các bạn đã diện nguyên lý làm việc và cách bảo dưỡng đối với một cái máy lọc không khí kết hợp với hút ẩm. Thì đối với thiết bị này thì nó làm việc thì đầu tiên là chúng ta thường thấy là nó nguyên lý làm việc nó giống trong cái điều hòa không khí của chúng ta, và sau một thời gian sử dụng thì chúng ta cũng cần phải vệ sinh đối với những thiết bị đó, chính là các lưới lọc và da. Thì trong đó là đầu tiên là lưới lọc, thì khi máy của thầy đang chạy này thì chúng ta thầy giới thiệu qua về các cái thiết bị ở bên trong. Thứ nhất là đây là hộp chứa nước, khi máy hoạt động sẽ có hơi ẩm sẽ ngưng tụ thì vào cái hộp chứa nước này. Thứ hai, đây là cửa gió tuần hoàn da này, ở phía sau của chúng ta thì có cái màng lưới lọc. Thì trong cái màng lưới lọc này thì chúng ta để ý này, thứ nhất là chúng ta cạnh ở đây thì cái lưới lọc này là lưới lọc không khí, là lưới lọc khô. Lưới lọc này thì giống lưới lọc ở trong điều hòa của chúng ta, các bạn có thể là tháo ra chúng ta rửa và để khô, hoặc là các bạn có thể là dùng máy hút để chúng ta vệ sinh. Màng lọc tiếp theo là cái màng lọc tinh. Cái loại màng này nó là gì? Chất liệu là giấy HEPA. Chúng ta thấy là cái này thì lọc đạt được cái hiệu quả là tuyệt đối về cái không khí trong không khí của chúng ta. Đối với màng này thì chúng ta không được phép là rửa bằng nước, mà màng này chúng ta chỉ dùng máy xì khô, hoặc là đối với trường hợp là sử dụng các cái máy hút bụi của chúng ta, là hút các cái bụi bẩn ở đây. Thì bên trong này đây là giàn, bên trong này là giàn, đây là cửa gió. Thầy sẽ hướng dẫn đối với các cái thiết bị ở bên trong. Máy này thì bây giờ thầy đang vận hành và thầy sẽ tắt máy đấy, và chúng ta sẽ thầy sẽ tháo ra và giới thiệu cho các em nói chuyện cái nguyên lý ở bên trong. Chúng ta đi sửa chữa chúng ta không nắm được về đối với cái sản phẩm này. Đây là đối với cái bảng điều khiển, bảng điều khiển của chúng ta đấy. Chúng ta thấy là đối với cái bảng điều khiển này thì nó ghi ở trong điều hòa. Thì tại đây thì chúng ta có một cái thiết bị, đó chính là cảm biến hơi ẩm. Đây là cảm biến hơi ẩm được lắp ở phần gió. Thì nhìn vào cấu trúc ở bên trong này thì chúng ta thấy là tủ lạnh, điều hòa của chúng ta thì như thế nào, thì đối với trường hợp này thì nó tương tự như vậy. Đây là đối với cái bảng điều khiển. Thì chúng ta nhìn vào nguyên lý làm việc ở bên trong đây. Thứ nhất đây là máy nén, loại máy nén rô to, giống ở trong điều hòa, máy nén với công suất nhỏ. Thì đây là giàn, chúng ta thấy là có hai giàn nó mắc song song. Giàn bên ngoài là giàn lạnh và giàn bên trong đang là giàn nóng. Phía trước này là động cơ quạt gió. Bây giờ thầy sẽ tháo cho chúng ta nhìn động cơ quạt gió chúng ta đang sử dụng là đối với cánh quạt là gì? Cánh quạt là đi tâm. Sử dụng cánh ly tâm. Hôm mai ra ngoài lại có sửa thì lại không biết là gì ạ. Đây, chúng ta nhìn cấu trúc của cái máy của chúng ta. Đây, cấu trúc cái máy điều hòa, máy hút ẩm và lọc không khí. Thì trong đó thì mọi người nhìn vào đây này, đối với lốc, đây chính là lốc rô to. Thì chúng ta xác định và kiểm tra đối với động cơ của lốc rô to là học rồi, thay dầu cho động cơ. Thì đây là động cơ của lốc rô to, công suất nhỏ. Đối với sàn, giàn lạnh, giàn nóng. Và đối với thiết bị tiết lưu, đó là cáp, ống bao. Thì nguyên lý làm việc của chúng ta thì để bảo vệ và mạch của chúng ta thì nó như này, đó cũng đây là mạch điều khiển.
và ECG xử lý chúng ta đang được tích hợp ở trên cái bo mạch điều khiển trên cao nhất, phía trên cao nhất. Thì đây là đối với cái máy hút ẩm và lọc không khí. Và nếu mà chúng ta sửa đối với loại này, thì mọi người nên nhớ là khi mà chúng ta thay dầu cho động cơ thì cũng tương tự như là gì ạ? Cũng tương tự như đối với lốc của điều hòa, chúng ta cũng cắt ra, chúng ta bắt đầu là gì ạ? Dốc ngược và cấp điện cho động cơ để đổ dầu ra và nạp dầu vào tương tự. Tiếp theo là đối với hệ thống này thì chúng ta cân cáp cũng tương tự như điều hòa. Đây là công nghệ khi mà chúng ta gia công để cân cáp, chúng ta thổi giàn, chúng ta tách giàn hay là chúng ta sửa thì tương tự như vậy. Đối với điều hòa như nào thì chúng ta sẽ tương tự đối với máy hút ẩm. Còn khi mà các bạn mà đi bảo dưỡng cái máy hút ẩm thì các bạn tháo hết ra như này cho thầy. Sau đó đối với giàn chúng ta cũng sẽ dùng máy xịt bảo dưỡng để chúng ta sẽ xịt đối với bề mặt giàn. Thì khi xịt thì chỉ cần lưu ý là trong cái phần này thì các bạn sẽ lưu ý cho thầy là khi xịt thì thứ nhất là xịt vuông góc với giàn và song song với lá nhôm để tránh cái trường hợp là bị gặp lá nhôm. Thứ hai là chúng ta có thể là che cái quạt, hoặc là chúng ta sẽ đối với cái quạt này thì người ta cũng đã thiết kế là chống cái nước vào khi mà chúng ta bảo dưỡng thì nước sẽ được chảy và chảy xuống phía ống chứa phía dưới này, hoặc là ở đây nó có một cái diện. Ở đây chúng ta thấy là có một cái vòi để chúng ta cắm cái đường nước mềm để khi mà chúng ta sử dụng trong cái thời gian dài. Thế nào? Thì đấy là toàn bộ về cấu tạo và nguyên lý làm việc đối với cái máy lọc không khí và hút ẩm 2-1. Thì buổi học sau thì thầy sẽ hướng dẫn đối với chúng ta sẽ phân tích sửa đối với cái bo điều khiển. Buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quan sát và kiểm tra đo lốc, đo quặng cho thầy. Và chúng ta các bạn nhóm các nhóm sẽ vào thực hiện cho thầy.